Mỗi khi Tết đến xuân về là dịp để ngư dân vùng biển bày tỏ lòng tri ân đối với tổ tiên, ông bà đã mở làng lập ấp, bám biển, nuôi sống bao thế hệ con cháu. Về làng biển vào những ngày đầu xuân, những câu hò trong lễ hội cầu ngư, nhộn nhịp trong ngày hội đua thuyền càng thấy tự hào hơn về biển quê hương, nơi lưu giữ và góp phần làm đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Văn hóa của người Việt ở vùng biển rất phong phú, nhưng nó bị khuất lấp đi bởi vì nó có những tính chất đặc thù của nó. Tuy nhiên, những cái gì còn tồn tại gọi là tài sản thì vẫn có rất nhiều. Đua thuyền truyền thống là lễ hội có từ lâu đời ở các làng biển Sơn Hải, Cà Ná, huyện Thuận Nam, được bảo tồn và gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ sáng sớm mùng năm Tết, cư dân làng chài đã chuẩn bị lễ cúng thần Nam Hải trước khi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Người dân làng biển quan niệm thần Nam Hải, tức cá voi, là vị thần hộ mệnh cho họ trong những chuyến ra khơi. Cái lễ hội truyền thống này thì đã có từ bao đời nay. Thì từ đó là dân làng, thường thường là dân làng chài, thì thường là cúng ông Nam Hải. Từ cái bao đời nay thì là cứ mãi mãi là đời này truyền qua đời nọ. Thì đến hôm nay thì dân làng chài cũng vẫn giữ nguyên cái giá trị của cái nét đặc trưng của cái Tết cổ truyền. Nối tiếp những lễ hội vào đầu năm mới, từ ngày 20 đến 22 tháng 3 âm lịch, những ngôi đình như đình làng Sơn Hải, đình làng Cà Ná, huyện Thuận Nam đã tổ chức tế xuân và hát tuồng cổ. Hát tuồng cổ được tổ chức vào mùa xuân với ước muốn cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Những câu hát không chỉ mang đến niềm vui cho người dân sau những chuyến biển mà còn góp phần giữ gìn những nét văn hóa truyền thống độc đáo của người dân làng biển. Năm nay, hội bài chòi được tổ chức tại sân đình Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, mang đậm tính dân dã, mộc mạc, gần gũi với cuộc sống đời thường. Nhưng mà nội dung là nội dung của chuyện làng nước, nội dung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa mới qua đời, về những lời dạy của Bác Hồ, về cái chuyện ăn ở làm ăn của làng xóm thế nào, con em học hành ra làm sao, bà con đối xử với nhau như thế nào để cho nó hòa thuận. Lễ hội làng biển trong những ngày đầu xuân với những câu hát điệu hò vẫn còn vang vọng, tạo nên sức mạnh thôi thúc người dân vùng biển vững tin hơn, vươn khơi xa từ những ngày đầu xuân mới.